Chào mừng tất cả các bạn đã đến với chuyên mục tô màu cho những bức tranh trên kênh YouTube của mình. Và hôm nay mình có chuẩn bị sẵn một bức tranh về một cây táo rất là to và đẹp ở đây nhá. Trên cây thì có rất nhiều quả táo nữa. Và bây giờ mình sẽ tô màu cho bức tranh về cây táo này nhá. Các bạn hãy cùng theo dõi video này cùng với mình. Đầu tiên mình sẽ sử dụng màu xanh lá cây để tô cho phần cái tán lá phía sau. Mình đã hoàn thành xong bức tranh của chiếc thuyền rồi các bạn. Đã các bạn đã đóng hết kênh nào mình nhé. Mình các bạn video tiếp theo hoặc các bạn đừng quên subscribe và chia sẻ kênh của mình nhé. Bye bye. Và mình sẽ thêm màu xanh đậm hơn cho phần tán lá phía trong này nhé. Một cái cây táo rất là rộng với tán cây rất là to này nha. Tôi cần là kỹ cho phần tán lá phía trong này vì tán lá bên trong to hơn tán lá bên ngoài rất nhiều. Tiếp theo mình sẽ tô màu cho những quả táo đang chín phía trên cây này bằng cái bút chì màu hồng của mình.
và mình sẽ thêm một ít màu vàng tô màu cho những chiếc lá phía trên của quả táo này. Và bức tranh về cây táo rất là đẹp này đã được mình tô màu và hoàn thành xong rồi nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trên kênh YouTube của mình. Bye bye.